Bộ phim Người lính cũ, tập 8. Lão viên nào, chúng ta ngồi xuống uống nào, uống chút trà nói chuyện. Bữa cơm này thấy sao hả? Lục gia, bữa cơm này rất tuyệt vời. Có thể lời nói này có chút giả tạo, nhưng những năm qua, nói thật lòng, tôi chưa từng ăn qua bữa cơm ngon như thế này. Lão viên, tôi nói ngài biết nha. Lục gia, bữa cơm khi nãy tôi ăn, đầu bếp nhà của ngài thật sự rất giỏi đó. Ngon quá đi mất. Nhà của quỷ viên trưởng tưởng ăn cái gì, chẳng phải cũng là những món ngon này sao? Chính là trình độ ngon như vậy đó, đúng không lão viên? Hai năm nay có chơi mặt chuột không? Lục gia, không giấu gì ngài, sau khi ngài đi, hai năm này hầu như tôi cai mặt chuột rồi. Quan trọng là không có đối thủ. Cậu nói đúng đó. Liêu Thành của chúng ta, ngoài trừ tôi thì người còn lại có thể thua cậu chỉ có Trương Viễn Đường thôi. Lục gia, xem ngài kìa. Có điều bây giờ muốn tìm Trương Viễn Đường đánh mặt chuột thì chỉ có thể đánh trong nhà giam thôi. Tôi biết chứ. Nhưng mà các cậu định tội hắn gian cho Trương Viễn Đường và trực tiếp bắt ông ấy lại. Hiện tại chứng cứ có đầy đủ không? Lục gia, chúng ta có gì nói đó nhé. Đây tuyệt đối là cơ mật. Các người ra ngoài trước đi. Vâng, lão gia. Lục gia, hay là tôi cũng ra ngoài trước nhé. Đồng Mai, cô như vậy chẳng khác nào nói cô là người ngoài. Cô ra ngoài làm gì? Chuyện mà tôi nói với Lục gia biết được thì sao cô không thể biết được chứ? Cô như vậy chẳng khác nào đang coi mình là người ngoài. Cô cứ làm việc của cô đi. Lục gia, tôi nghe nói Trương Viễn Đường này, ông ta có hàm nghi là tư thông với đảng Cộng sản. Đặc biệt, người liên lạc này là ai? Chính là người mà chúng tôi luôn muốn bắt được nhưng lại không bắt được. Chính là Bạch Tuyết. Bạch Tuyết là người thế nào? Tôi nói ngài biết được nha. Con người Bạch Tuyết này quá lợi hại, thần thông quảng đại. Người này ẩn mình trong Liêu Thành, làm việc cho đảng Cộng sản nhiều năm như vậy rồi. Không giấu gì ngài, ngay cả tôi cũng chưa từng nhìn thấy qua dáng vẻ của người này. Không biết là nam hay nữ, chúng tôi không biết gì cả. Nghe nói Trương Viễn Đường có khả năng từng gặp người này rồi. Vì vậy tôi mới đem nhốt Trương Viễn Đường vào trong nhà giam đó. Tôi muốn đào ra được Bạch Tuyết từ trong miệng của ông ta. Nhìn thấy chưa? Mấy người vì muốn bắt người của đảng Cộng sản Bạch Tuyết này mà vu oan cho một người tốt, khiến người ta trở thành hán gian, bắt nhốt vào trong nhà giam, ngày ngày chịu khổ. Như vậy là coi thường mạng sống con người. Không không, Lục gia ạ. Tôi nói ngài biết nha. Nếu như Trương Viễn Đường nói ra Bạch Tuyết là ai, thì tôi lập tức thả ông ta ra ngay. Nhưng mà tôi nói ngài biết, miệng của ông ta cứng lắm, ông ta không chịu nói gì cả. Được, 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 được rồi. Bắt cái gì chứ? Trong nhà cũng bắt, ở ngoài cũng bắt. Đang bàn chuyện chính sự mà. Chính sự cái gì? Làm có mấy chuyện chính sự. Bắt. Chi bằng bắt bài còn tốt hơn. Đông Mai biết chơi không? Biết một chút. Lục gia, chúng ta chơi vài ván nha. Lão viên chơi không? Lục gia, nếu như ngài có nhà hứng, tôi chơi với ngài. Có đem tiền theo không? Chuyện này ngài không cần lo, tôi nhất định không đem tiền theo rồi. Vậy tôi cho cậu mượn trước nhé. Không cần, tôi chỉ cần một cuộc gọi thôi, tiền tự động đến. Được, được. Vậy chúng ta chơi vài ván, 2-3 ván là được rồi. Được, đừng cứ bắt mãi chứ. Đi nào, 2 năm rồi không được chơi, cũng không biết hôm nay vận may của tôi có tốt không nữa. Hai chúng ta không được đánh hổ đó. Chuyện này ngài cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không làm như vậy đâu. Ngài ra ngoài à? Đi. Dạ được. Ngài lên xe đi. Ngài đi đâu? Đến ngân hàng tư nhân Nhật Thành. Được thôi. Ngồi vững nha. Xin chào. Xin chào. Ánh sáng và ánh sáng phải cho hỏi nhau thế nào? Ánh sáng và ánh sáng phải cho hỏi nhau thế nào? Anh đợi chút nhé. Được. Ông chủ, vừa nãy có người hỏi tôi ánh sáng và ánh sáng phải chào hỏi nhau thế nào. Được rồi. Đi đi. Thưa anh, vừa nãy nói gì vậy? Ánh sáng và ánh sáng phải chào hỏi nhau như thế nào? Chúng ta gặp nhau nơi tốt nhất.
Anh đợi chút nhé. Được. Đuổi hắn ra khỏi đây. Ra ngoài, ra ngoài. Này, không phải chứ. Này, nói cho biết nhé, đừng hòng muốn thu phí bảo vệ ở chỗ tôi. Cút. Chính mắt cậu nhìn thấy Trương Hướng Bắc đã đem nửa đồng tiền đó giao vào trong tay của nhân viên ngân hàng tư nhân Nhật Thăng à? Đúng vậy, cục trưởng, chính mắt tôi đã nhìn thấy. Cục trưởng, tôi dám khẳng định ngân hàng tư nhân Nhật Thăng chính là địa điểm liên lạc của Bạch Tuyết với Trương Viễn Đường. Ngài xem, tôi sẽ dẫn người lục soát nơi đó nhé, có được không? Không được, không được, không được. Đánh rắn đồng cỏ. Vậy chúng ta không làm gì cả sao? Làm chứ, mục đích lớn nhất của chúng ta bây giờ chính là phải đưa được con cá lớn Bạch Tuyết này. Bây giờ không dễ dàng gì mới có thể quăng cần câu xuống dưới. Mồi câu cũng đã đưa xuống rồi, cá vẫn chưa đến mà cậu đã vội vàng giật cần câu lên. Cậu làm như vậy chẳng phải là dọa cá bơi mất sao? Hiểu rõ chưa? Hiểu rõ. Ráng chờ đợi đi. Cái này bao nhiêu tiền vậy? Đại tỷ, có tiền lẻ không? Tôi muốn mua đồ nhưng mà không có tiền lẻ. Có, tôi đổi tiền cho cậu. Đây là thứ mà Vương Mắt Kính ở ngân hàng tư nhân Nhật Thăng vừa mới đưa đến. Nói là con trai Trương Hướng Bắc của Trương Viễn Đường đem đến. Đồng tiền này chính là Trương Viễn Đường đã kêu chúng ta giải tán. Hội trưởng Trương, anh em trong núi đã đánh trận nhiều năm với bọn giặc Nhật Bản rồi. Hiện tại đang cần gấp vật tư tiếp ứng. Chuyện này nhờ cả vào ngài đấy. Có thể góp một phần sức lực cho kháng Nhật là niềm vinh hạnh của Trương mỗ đây. Lên núi đào xuống biển lửa cũng sẽ không từ chối. Nếu có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, cần phải giải tán, thì ông hãy cầm nửa đồng tiền này, phái người đem đến ngân hàng tư nhân Nhật Thăng mùng 10 và 12 mỗi tháng. Ở đó đều có người, cậu ấy sẽ kết nối với tôi. Ám hiệu kết nối là ánh sáng và ánh sáng phải chào hỏi nhau như thế nào. Tiếp theo là câu chúng ta gặp nhau nơi tốt nhất. Tôi nhớ rồi. Hội trưởng Trương, Bạch Tuyết tôi, hai hàng ngàn đồng bào kháng Nhật của Trung Quốc cảm ơn ngài. Không ngờ rằng Trương Vĩnh Đường lại là con người hiền hậu như vậy. Tự mình đang trong hoàn cảnh nguy hiểm mà lại còn nghĩ đến sự an nguy của Bạch Tuyết. Vì vậy chúng ta nhất định phải nghĩ cách cứu ông ấy ra. Không được, hiện tại bên ngoài quá nhiều sóng gió. Chúng ta vừa ẩn mình trong nhà của Lục Gia, nếu như động tĩnh quá lớn sẽ làm lộ thân phận của chúng ta. Nhưng cách là do con người suy nghĩ ra. Vương Mắt Kính nói buổi sáng lúc Trương Hướng Bắc ra ngoài đã bị người ta theo dõi rồi. Hình như là thuộc hạ của Dương Sĩ Lượng. Ngoài ra ngân hàng Nhật Thăng đã bị lộ rồi. Chúng ta cần phải thông báo cho bọn họ giải tán. Bất kể là Dương Sĩ Lượng hay là Trương Viễn Đường, mục tiêu của bọn chúng chính là Bạch Tuyết. Vào lúc Bạch Tuyết chưa xuất hiện, bọn chúng sẽ không tập kích ngân hàng Nhật Thăng. Đánh rắn động cỏ đâu. Nếu như ông tiêu diệt điểm liên lạc ở ngân hàng Nhật Thăng trước khi Bạch Tuyết xuất hiện, thì manh mối này sẽ bị đứt đoạn, đúng không? Đúng vậy. Điều mà bây giờ thuộc hạ vẫn chưa hiểu rõ chính là nửa đồng tiền mà Trương Vĩnh Đường đem ra ngoài, rốt cuộc là ông ta hy vọng Bạch Tuyết đến cứu hay là muốn ra hiệu cảnh báo Bạch Tuyết? Không cần biết ông ta đang cầu xin ai giúp hay là kêu Bạch Tuyết rời đi, sao cũng được cả. Mấu chốt chính là bất kể ông ta làm như thế nào, Bạch Tuyết cũng sẽ có động thái, đúng không? Vậy thì một khi Bạch Tuyết có động thái, chúng ta sẽ phát hiện ra. Vâng, thị trưởng phân tích rất chuẩn xác.
Không cần biết là chúng ta có phải giúp Dương Sĩ Lượng hay không, chỉ cần biết đối đầu với ba anh em Hổ Gia là tôi không có ý kiến. Thiếu tử à, đây không phải là chuyện nhỏ đâu. Cậu suy nghĩ đi, bây giờ Dương Sĩ Lượng có thể tìm chúng ta xử lý anh em Hổ Gia, tương lai cũng có một ngày ông ta sẽ tìm người khác đến xử lý chúng ta. Không cần lo nhiều quá đâu. Nếu như Dương Sĩ Lượng muốn đối đầu với chúng ta thì chúng ta xử lý ông ta thôi. Cũng không phải là người ăn chay mà, sợ gì ông ta. Được rồi, mấy người anh em này tính khí thật giống nhau. Tôi cũng không nói dài dòng nữa. Dương Sĩ Lượng này yêu cầu chúng ta điều tra lô hàng nhân sâm trong tay Hổ Gia. Tôi và Hướng Bắc đã suy nghĩ ra một cách, muốn sắp xếp người của mình bên cạnh anh em Hổ Gia kia. Trước tiên điều tra rõ ràng lô nhân sâm này ở đâu trước, sau đó mới trong ứng ngoài hợp giành lấy nhân sâm. Tìm ai vậy? Em trai của Lý Minh. Lý Lỗi. Tôi đã kêu các đồng chí ở ngân hàng Nhật Thăng điều tra rồi. Con trai Trương Hướng Bắc của Trương Viễn Đường dạo gần đây vô cùng thân mật với Dương Sĩ Lượng. Tôi nghĩ nhất định là vì muốn cứu cha cậu ấy, bất đắc dĩ phải làm vậy thôi. Những quân nhân xuất ngũ này quả thật có nhiệt huyết đấy, nhưng lại thiếu sự khôn ngoan, trở thành cây súng trong tay của Dương Sĩ Lượng rồi. Nói như vậy nghĩa là Trương Hướng Bắc bị Dương Sĩ Lượng che mắt làm cho hồ đồ. Như vậy Trương Hướng Bắc đưa đồng tiền cho chúng ta cũng là cái bẫy mà Dương Sĩ Lượng và Viên Vĩnh Tường đã lập ra, muốn thả dây dài để câu cá lớn. Tôi cũng nghĩ như vậy. Vậy cô chuẩn bị sẽ làm như thế nào đây? Tương kế tự kế, bọn chúng chuẩn bị xong rồi, đợi chúng ta trở thành nguyên liệu bỏ vào thôi. Vậy chúng ta cũng đừng để bọn chúng đợi quá lâu, nếu không nồi sẽ bị khét đấy. Ngồi đi. Hiệu trưởng, cô tìm em có việc sao? Dương Hoàng, em sắp tốt nghiệp rồi phải không? Có phải nên đi thực tập rồi đúng không? Từ lúc nhập học đến bây giờ, em luôn học hành xuất sắc. Những thầy cô giáo từng dạy em đều đánh giá tốt về em. Thông qua sự nghiên cứu, trường học quyết định sẽ phái em và ba bạn học khác đến bệnh viện Hồng Thập Tự để thực tập. Em có ý kiến gì không? Thật vậy sao? Tốt quá rồi. Có thể đến bệnh viện Hồng Thập Tự để thực tập là điều mà nằm mơ em cũng muốn có được. Cảm ơn hiệu trưởng. Phải thực tập 3 tháng lận. Ngày mốt xuất phát, em về nhà thương lượng với người nhà đi. Chuẩn bị xong mọi thứ nhé. Vậy bây giờ em sẽ đi chuẩn bị trước đây. Được. Alo, Cục Trưởng Dương, đã xử lý xong mọi chuyện rồi. Ngày mốt Thiên Kim sẽ xuất phát đi Thẩm Dương. Vâng, vâng, vâng. Cột chặt lại, cột chặt chút. Lao cái đó đi, lao cái cột cho sạch sẽ đi. Cái cột đó, đúng rồi. Nhấc chân lên, chương cơ mà. Đại ca, tên tiểu tử này đắc ý quá đi. Tôi muốn xử lý hắn. Ai cậu cũng muốn xử lý hết. Sớm muộn gì cậu cũng bị người ta xử lý cho mình xem. Đại ca, anh nói xem, đám lính quèn này ngày nào cũng ở đây đi tới đi lui, cứ như vậy lâu dài sẽ không ổn đâu. Để bọn chúng tự do đi, được thả ra làm người nhưng không làm là làm chó, ai mà có cách được chứ. Trước mắt chuyện quan trọng là phải mau chóng xử lý lô hàng nhân sâm đó của Dương Sĩ Lượng để tránh đêm dài lắm mộng. Đại ca nói gì? Cậu không nghe thấy hả? Nói gì vậy? Đại ca xem đó. Nói gì vậy? Cha, Hoàng Nhi, con nói cha biết một tin tốt. Trường học phái con đến bệnh viện Thẩm Dương để thực tập 3 tháng. Đến bệnh viện Thẩm Dương thực tập 3 tháng hả? Chuyện tốt, chuyện tốt đó, chuyện tốt. Như vậy con có thể ra ngoài hít thở không khí rồi, thay đổi môi trường học tập, sẽ học được thêm nhiều kiến thức. Được đó, chuyện tốt, chuyện tốt. Nếu như vậy thì ta sẽ không thể gặp bảo bối của ta trong vòng 3 tháng rồi. Cha nhớ con thì gọi điện cho con đi. Gọi điện chỉ có thể nghe thấy tiếng thôi, không gặp được người. Như vậy trong lòng chẳng phải buồn bã hơn sao? Vậy thì con hết cách rồi.
Trước khi đi, con nhớ mang theo nhiều đồ chút, ăn nhiều chút. Cha sợ trên đường, con phải chịu thiệt thòi đó. Con biết rồi mà cha. Chuyện này rất quan trọng đó nha. Cha à. Cha, con nói với cha một chuyện. Chuyện gì sao mà thần bí như vậy? Cha của hướng Bắc thật sự là Hán Giang hả? Hiểm nghi rất lớn. Nhưng mà rốt cuộc có phải hay không, cha không thể kết luận bừa được. Phải để người trong tỉnh kết luận đã. Hoàng Nhi này, cha nói nhiều vài câu nhé. Con đừng có chê ta phiền. Con là cô gái nhỏ, tuổi tác cũng không lớn. Con không biết thế thái nhân tình trong lòng người đâu. Con người có thể dựa dẫm vào con, xem con là bạn bè, thật ra là muốn lợi dụng con đó, con có hiểu không? Cha, con lại cảm thấy Trương Hướng Bắc không có mưu đồ gì với con cả. Anh ấy cũng quen biết cha mà, có thể lợi dụng được gì chứ? Con thấy cha chính là không muốn con với anh ấy trở thành bạn với nhau. Không phải, không phải mà. Con nói xem, cha cậu ta có hiểm nghi là Hán Giang. Hiện tại vẫn chưa điều tra rõ ràng. Con là con gái của ta, con kết bạn với con trai của Hán Giang. Chuyện này đồn ra ngoài sẽ là bậy bạ lắm đó. Trong cái thời buổi này, nhiều người miệng mồm phức tạp lắm. Con nói xem có phải không? Bất kể người khác nói thế nào, con đều cảm thấy Trương Hướng Bắc là người tốt. Gần đây cậu ta gây rối không ít đâu. Dù sao thì cha cũng khuyên con bước qua lại với cậu ta đi. Cha không cho con liên lạc với anh ấy, chẳng phải cha cũng thân thiết với anh ấy sao? Cha còn mời anh ấy đến nhà ăn cơm nữa mà. Ta mời cậu ta là bởi vì ta và cha cậu ấy có chút giao tình, với lại con trai ông ấy đang có xung đột với ba năm mũi già. Có phải là ta phải ra mặt xử lý ông Thỏa bọn họ không? Hoàng Nhi à, vừa rồi những lời ta nói đều là tấm lòng đây của ta, vì muốn tốt cho con thôi. Con đó, biết người biết mặt không có biết lòng. Con là Viên Minh Châu trong tay ta. Ta không có muốn con phải chịu bất kỳ thiệt thòi tổn thất nào. Con có hiểu không? Con hiểu rồi cha. Cha yên tâm đi. Dù sao thì ngày mai con cũng sẽ phải lên tỉnh thành rồi. Chuyện này cha cũng không cần lo lắng đâu. Hay, hay, hay. Cố lên, cố lên, cố lên. Đi. Đây chính là sòng bạc của chúng ta. Vậy sao? Bên trong là võ đài, hiện đang đấu võ. Đi, chúng ta đi xem thử. Đánh chết hắn. Đánh đi. Nhỏ tiếng chút đi có được không? La hét cái gì vậy? Dọa chết tôi rồi. Tôi đang cổ vũ mà. Đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Đánh hay lắm, giỏi lắm. Hay, 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 đánh hay lắm, giỏi lắm. Hay, hay, hay. Hay, đã lắm.
Đại ca, Lý Lỗi đến rồi. Anh Đại Hổ, anh Tâm Hổ. Ai giới thiệu cậu đi đánh quyền vậy? Tam Ma Tử à? Những người mà Tam Ma Tử giới thiệu toàn là những người đánh thua. Hôm nay cậu là một ngoại lệ. Trong nhà còn ai nữa không? Trong nhà chỉ còn tôi và mẹ tôi. Sống như ngày tháng như vậy cũng thật vất vả. Ai dạy cậu công phu vậy? Là cha tôi. Nhưng ông ấy đã chết sớm rồi. Đánh giỏi như vậy, mấy ngày trước sao tôi lại không nhìn ra được vậy? Là bởi vì Tam Ma Tử nói với tôi, trên võ đài bị đánh càng nhiều thì sẽ kiếm được tiền nhiều. Tam Ma Tử này cũng thật độc ác quá đi. Tiền hoa hồng toàn bộ bị hắn nuốt chửng rồi. Vậy sao hôm nay cậu lại đánh trả vậy? Bởi vì trước khi lên võ đài, Tam Ma Tử nói với tôi, kêu tôi thua người Nga trước kia, anh ta sẽ cho tôi thêm chút tiền để tôi khám bệnh cho mẹ. Nhưng lúc tôi đứng trên võ đài, tôi đã thay đổi chủ ý rồi. Bởi vì trận đấu quyền này là tôi đang đại diện cho người Trung Quốc, cho võ thuật Trung Quốc. Vì vậy tôi tuyệt đối không thể thua người Nga. Hay, nói hay lắm. Tiểu tử cậu có bản lĩnh, làm nở mày nở mặt người Trung Quốc chúng ta. Điểm này giống tôi đó. Được rồi, còn giống cậu à? Sau này đi theo tôi làm việc đi. Tôi thấy cậu là một nhân tài. Anh Đại Hổ à, cơ thể mẹ tôi có bệnh, luôn phải dựa vào tôi chăm sóc. Bây giờ ngoại trừ đánh quyền, mỗi ngày tôi đều phải ở bên cạnh mẹ tôi để chăm sóc. Chỉ dựa vào đánh quyền có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Cậu lấy cái gì mà báo hiếu cho mẹ cậu đây? Chỗ này của tôi không có nhiều công việc lắm. Có việc thì cậu đến, không có việc thì cậu về chăm sóc cho mẹ. Sẽ không cho cậu tiền lương thấp đâu. Anh Đại Hổ này sẽ không đối đãi tệ với cậu đâu. Quay về thu dọn đồ đạc đi. Nhanh đi, cậu không mau cảm ơn đại ca của tôi. Cảm ơn anh Đại Hổ. Cảm ơn anh Tâm Hổ. Đi đi. Đại ca, anh kêu cậu ta theo chúng ta, nhưng quan trọng là chúng ta đâu có biết lai lịch của cậu ta thế nào. Tam Hổ, cậu giỏi quá, có tiến bộ lớn rồi đó nha. Cậu ta có lai lịch gì thì có thể làm được gì chứ? Cậu ta chẳng qua chỉ là một cái bia đỡ đạn thôi, là một con cờ trong tay chúng ta. Tôi hiểu rồi, là anh đang lợi dụng cậu ta hả? Tiểu tử cậu càng ngày càng thông minh rồi đấy. Là do đại ca dạy bảo có hiệu quả. Có điều tên tiểu tử này mở miệng ra là mẹ. Tôi thật sự sợ sau này cậu ta sẽ làm hư chuyện tốt của chúng ta. Được. Đi đi. Được. Hiểu rồi. Người anh em, buổi đấu quyền hôm nay thật sự đánh rất xuất sắc đó, không sai. Vậy tôi phải cảm ơn anh và anh Vương Thiết đã chỉ bảo tôi. Còn nữa, nhờ anh dạy tôi những lời kia nên anh em Hổ Gia mới tin tưởng như vậy. Lỗi tử, bước tiếp theo cậu hãy điều tra tung tích của Đống Như Sâm kia, vì tránh bức dây động rừng. Sau này chúng ta tạm thời ít gặp nhau đi. Có điều anh Hướng Bắc à, ngày nào tôi cũng ở bên cạnh mấy người nhà Hổ Gia vậy, sẽ không tránh khỏi việc bọn chúng kêu tôi làm chuyện độc ác sai trái. Vậy đến lúc đó tôi phải làm sao? Người anh em, về mức độ này cậu tự cân nhắc. Nhắm làm được hãy làm. Thiệt thòi cho cậu rồi, Lôi Tử. Không sao cả.
Nhìn gì vậy? Đi. Nhìn gì vậy? Vào trong đi. Dung mạo cũng không tệ đúng không? Trước đây là phụ nữ của tôi. Bắt đầu từ bây giờ, tôi thưởng cô ta cho cậu. Anh Tâm Hổ à, ý anh là sao? Tiểu tử cậu là ngốc thật hay là giả vờ ngốc như tôi vậy? Vẫn không hiểu hả? Là kêu cậu và cô ta ngủ với nhau đấy. Cô ấy là ai vậy? Cô ấy chính là người phụ nữ của Tam Ma Tử, Phi Phụng. Người phụ nữ này không tệ đâu, thưởng cho cậu đó. Chứng minh cho tôi thấy cậu là người đàn ông đi. Anh Tâm Hổ, không được đâu. Tôi không thể làm những chuyện không có đạo đức. Nếu mẹ tôi biết được sẽ bị chọc tức lên mất. Tiểu tử, cậu dám nói chuyện đạo đức với tôi à? Nói về đạo đức thì cậu sẽ chết đói. Nhân loại nói về đạo đức thì còn có thể sinh sôi nảy nở được không? Bớt phí lời đi. Rồi anh em, từ từ mà tận hưởng nha. Cô nương, cô đừng sợ. Tôi là người tốt, tôi sẽ không tổn hại cô đâu. Vừa rồi cô cũng nhìn thấy rồi đó. Tôi cũng là thân bất do kỷ thôi. Cô có thể nào giả vờ chút, hét lên vài tiếng không, để mà gạt anh ta đi, để anh ta rời khỏi đây? Tôi nói thật đó, tôi thật sự là người tốt mà. Tôi sẽ không làm tổn hại cô đâu. Thật sự sẽ không làm tổn hại cô đâu. Cứu mạng! Cứu mạng với! Cứu mạng! Cứu mạng với! Đừng động vào tôi! Cứu mạng với! Tôi bị mất chén cơm rồi. Ông chủ đuổi tôi ra khỏi nhà rồi. Mất thì mất vậy, không có gì lớn lao cả. Làm nhân viên thu ngân là đang uổng phí nhân tài như anh rồi. Không làm là đúng rồi. Cậu nói xem, lúc nhỏ hai chúng ta, tại sao đứa con của nhà người khác đánh nhau thì là nghịch ngợm, nhưng tôi vừa ra tay thì lại bị nói là ba ba giống rùa, là di truyền, là nòi giống của thủ phỉ vậy? Đời sau của ai không quan trọng. Điều quan trọng là bắt đầu từ hôm nay, anh nên bắt đầu làm quen lại với bản thân của mình. Đừng đánh mất sức lực trên người của anh. Anh Phi, con của sói thì nên là sói. Vậy cậu có dám chơi với con sói này không? Sói không hề hành động đơn độc. Từ trước đến nay đều là đi theo bầy. Thank you.
Bức thư này gửi cho Trương Hướng Bắc sao? Dựa theo mối quan hệ giữa Trương Hướng Bắc và Dương Sĩ Lượng hiện tại, anh ta nhất định sẽ giao bức thư này cho Dương Sĩ Lượng. Sau khi ông ta nhìn thấy thư, sẽ cho rằng đã dụ rắn ra khỏi hang rồi. Đến lúc đó, nhất định Dương Sĩ Lượng sẽ đưa Trương Vĩnh Đường ra làm mồi nhử dẫn dụ Bạch Tuyết ra mặt. Hẹn gặp Bạch Tuyết ở Ngũ Liên Trấn. Ý của cô là muốn đối đầu trực tiếp với Dương Sĩ Lượng, sau đó cứu Trương Vĩnh Đường ra. Phương pháp đơn giản nhất luôn có cách hiệu quả nhất. Trương Viễn Đường cống hiến rất nhiều cho Kháng Nhật, ông ấy là bạn bè của chúng ta, vì vậy chúng ta phải cứu mấy đặt cược một ván. Đã hiểu rồi. Thiếu gia, thư của cậu nè. Được, cảm ơn chú cậu. Anh Hướng Bắc, khi anh đọc được bức thư này thì tôi đã rời khỏi Liêu Thành mà đi đến Thẩm Dương rồi. Vốn cũng không đến tạm biệt với anh, nhưng cuối cùng là thôi. Tôi không biết ở trong lòng của anh có xem tôi là bạn hay không. Trong lòng tôi có hàng vạn lời muốn nói với anh, nhưng đến lúc đặt bút xuống thì tôi lại không biết viết cái gì. Đợi sau này có cơ hội thì nói với anh vậy. Tất cả những chuyện mà anh đã trải qua trong khoảng thời gian này khiến tôi cảm thấy cảm thương cho anh. Hy vọng anh có thể kiên trì được, cố gắng vượt qua hết những khó khăn này, chăm sóc tốt cho bản thân nhé. Tạm biệt, Dương Hoan. Hội trưởng Trương, đã lâu không gặp, hy vọng ngài vẫn khỏe, mong được gặp ngài. Tối nay canh ba, tôi đợi ngài trước cổng Ngũ Liên Trấn. Bạch Tuyết. Vào đi. Báo cáo cục trưởng, có người tên Trương Hướng Bắc tìm ngài. Hướng Bắc đến rồi à? Được rồi, ra ngoài đi. Hướng Bắc, sao cậu lại đến đây? Đống nhân xong kia tìm thấy được rồi à? Vẫn chưa, cục trưởng Dương. Hôm nay tôi đến tìm ngài, có một chuyện liên quan đến cha của tôi. Có một người tên là Bạch Tuyết, hẹn cha tôi tối nay gặp ở Ngũ Liên Trấn. Thư đâu? Có đem đến cục cho tôi xem thử. Có đây. Cục trưởng Dương, tôi không tin là cha tôi có liên quan đến Bạch Tuyết này. Cha tôi nhất định bị vu oan. Tôi cũng không tin. Nhưng mà Hướng Bắc à, tên Bạch Tuyết này là Hán Giang tư thông với Nhật Bản. Chúng tôi muốn bắt hắn đã mấy năm rồi. Nếu như cha cậu liên lạc với loại người này, chuyện này tôi e rằng ông ấy rất khó để rửa sạch được tội. Không thể nào. Bên trong chuyện này nhất định có hiểu lầm. Hiểu lầm thì cũng phải xem nguyên nhân là gì. Tối nay tôi sẽ phái người đến bắt Bạch Tuyết. Tốt xấu gì cũng phải biết được chân tướng ngọn nguồn cuộc là chuyện gì. Cũng có thể cha cậu chính là con cận bị người này bịt mắt nhận nhầm là Hán Gia. Tôi tuyệt đối tin tưởng con người của hội trưởng Trương. Ông ấy không thể nào làm ra chuyện phản quốc tư thông với giặc được. Cục trưởng Dương, ngài nhất định phải giúp đỡ cho cha của tôi đó. Tôi nhất định sẽ dốc hết sức giúp đỡ chuyện này. Bức thư này cứ để chỗ tôi trước. Được rồi, cậu quay về đi, đợi tin tức của tôi. Nhớ kỹ, chuyện này không được nói bất kỳ ai. Được. Cũng đừng nói với người nhà của cậu hay là mấy người anh em kia. Ngài yên tâm đi. Vậy cục trưởng Dương, tôi đi trước đây. Bạch Tuyết này
có phải não có vấn đề rồi không? Rõ ràng là biết Trương Viễn Đường bị chúng ta bắt rồi, sao vẫn muốn gặp mặt ông ta chứ? Đúng đó, đây cũng là điều mà hiện tại thuộc hạ không thể hiểu được. Ngài nói xem, Bạch Tước này có lẽ một người thần thông quảng đại như hắn sao lại không biết tình cảnh khó khăn hiện tại của Trương Viễn Đường chứ? Tôi hiểu rồi, đây chính là điểm cao minh của Bạch Tước đó. Hắn biết được Trương Viễn Đường đang ở trong nhà giam, hơn nữa cũng biết trong thành này của chúng ta có bao nhiêu vệ binh cảnh sát, đúng không? Nếu như hắn muốn đến cứu Trương Viễn Đường thì nhất định sẽ nộp mạng. Bạch Tuyết này, đến suy nghĩ của tôi cũng có thể đoán ra được rồi. Hắn ta nhất định cho rằng sau khi tôi nhìn thấy được bức thư này sẽ cảm thấy lúc này là cơ hội tốt để bắt lấy Bạch Tuyết. Tôi nhất định sẽ đưa Trương Viễn Đường đến Ngũ Liên Trứng. Thật ra mục đích thật sự của hắn là gì? Chính là chỉ cần có thể đưa Trương Viễn Đường từ trong nhà giam ra ngoài đến Ngũ Liên Trứng thì cơ hội hắn cứu Trương Viễn Đường chắc chắn sẽ tăng cao. Hắn làm như vậy đang lật ngửa bài đó thị trưởng, chính là muốn nói tối nay hắn muốn đối đầu trực tiếp với chúng ta, phải chúng ta bắt được hắn mà là hắn cứu Trương Viễn Đường à? Đúng rồi, lần này Bạch Tuyết vì muốn cứu Trương Viễn Đường mà đặt cược luôn cả bản thân của mình. Vậy chúng ta chỉ có thể mạo hiểm thôi. Đây không gọi là mạo hiểm, đây gọi là tương kế tụ kế. Dạ. Tôi mệnh lệnh. Dạ. Tối nay ông dẫn Trương Viễn Đường đến Ngũ Liên Trứng. Dạ thị trưởng, suy nghĩ này của ngài thật quá xuất sắc đi. Xuất sắc cái con khỉ. Xuất sắc một cách rất tự nhiên. Nhanh chóng đi đi. Dạ. Đã phái người đi canh gác tất cả các cổng của Ngũ Liên Trấn rồi chứ? Cục trưởng, đều rất chặt chẽ. Nhưng mà nhân lực cảnh sát chúng ta còn hạn chế, ở phía Bắc kém hơn chút. Nhân lực cảnh sát có hạn cũng phải bắt sống cho bằng được. Phải bắt sống, nếu không bên chỗ thị trưởng, dù sao nhất định phải bắt sống. Dạ. Sao hắn ta lại đến? Tiểu tử này sao lại đến đây vậy? Cậu ta không được đến đây. Chúng ta ngăn cản cậu ta đi. Bắt. Sao cậu lại đến đây? Tôi đến giúp mọi người bắt Bạch Tuyết. Như vậy ngài có thể sớm trả lại trong sạch cho cha tôi. Chẳng phải đã nói với cậu rồi sao? Yêu cậu ở nhà đợi tin mà. Cậu mau chóng quay về đi. Cậu biết đánh trận nhưng mà cậu không biết bắt người. Đây là chuyện của cảnh sát. Quay về đi, đừng gây thêm chuyện. Cục trưởng Dương, tôi cầu xin ngài để tôi lại. Chuyện ngày hôm nay tôi không nói với ai hết. Tôi chỉ một mình đến đây thôi. Tôi chỉ muốn làm chút gì đó cho cha của tôi. Cầu xin ngài. Kêu anh quay về thì quay về đi. Sao nhiều lời vậy? Cục trưởng Dương, tôi cầu xin ngài đó. Cậu muốn ở lại cũng được, nhưng phải nghe theo sự điều phái của tôi. Không vấn đề, cậu đến cổng phía bắc của trấn giúp tôi canh gác đi. Được, cẩn thận một chút, yên tâm đi. Cục trưởng thì có thể sẽ giúp ích được gì đó. Đông Mai, mẹ Ngu, tôi đặc biệt chạy đến đây nói cho mẹ biết cơm tối nay mặn quá rồi. Hiểu rồi. Cơm tối nay làm mặn quá đi. Xin chào. Có cần giúp gì không? Tôi đến để xem quần áo nhà thiếu gia chúng tôi đã sửa xong chưa. Thiếu gia nhà bà sửa áo hay là sửa quần vậy? Cậu ấy sửa tay áo đó. Đợi chút nha.
Nhanh, còn nữa không? Toàn bộ đốt hết rồi, hết rồi. Còn có nhiêu đây thôi. Xin hỏi ngài là... Tôi là Bạch Tuyết. Hội trưởng Trương ở trong xe đợi ngài đã lâu rồi.